Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh chính thức của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người để hoàn thành một tranh hình ảnh một con cá vàng. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Hình ảnh về một con cá vàng. Và đây là bộ bút chì màu của mình ngày hôm nay mọi người nhé. Và mình sẽ sử dụng đến màu đỏ để tô cho phần môi và phần lưỡi của con cá vàng nha. Và đây là phần lưỡi nha các bạn. Và đây là phần môi nha. Và đây là phần môi, phần lưới của con cá vàng này đã được mình tô với màu sắc đó là màu đỏ. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến nó một chút màu cam dùng để tô cho phần vi và vi trên, vi dưới này và phần những cái chi tiết vi hai bên của con cá này với màu sắc đó là màu cam các bạn nhé. Và đây là phần vi trên của con cá vàng nhé, đã được mình tô với màu sắc đó là màu cam. Các bạn thấy có xinh không ạ? Và tiếp theo thì mình sẽ tô tiếp cho phần hai bên phần vi của mang này nha, bên cạnh mang các bạn. Và mình sẽ tô lần lượt nhé, cho hết cái phần vi trên, vi dưới này với màu sắc đó là màu cam. Khá là xinh rồi nha các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ tô phần đuôi nhé. Phần đuôi này thì khá là dài nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến một chút màu xanh nhé để tô cho phần thân, toàn bộ thân của con cá vàng này nha các bạn. Thường thì phần loại cá này là cá cảnh nha các bạn, nên là phần đuôi và phần cơ thể của nó thì rất là xinh nha. Và màu sắc của nó thì cũng rất là nhiều màu sắc khác nhau. Và mình đã sử dụng đến hai phân loại màu chủ đạo, đó là màu xanh kết hợp cùng với màu cam để tô cho phần thân của con cá này. Và đây là phần thân của con cá nha các bạn. Sẽ được mình tô lần lượt với màu sắc đó là màu xanh nha. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về con cá vàng của mình ngày hôm nay nha các bạn. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn có thấy thì ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh về con cá vàng đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau như là màu xanh, màu đỏ và màu cam.
Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh với con cá vàng rất là xinh này nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho giúp mình nha. Xin chào, gặp lại.